Em sẽ tặng miễn phí cho những người mà like, chia sẻ kênh của em hoặc là chia sẻ cái video này đến tất cả mọi người về cái vị thuốc mà chữa bệnh hen này hay là viêm họng lâu ngày. Những người mà bị hen phế quản viêm họng lâu ngày ấy, có thể sử dụng vị thuốc này, quê em gọi là vị thuốc đan sao. Vị này dùng cực kỳ hiệu quả luôn, mặc dù nó có một cái nhược điểm đó là nó hơi bị đắng. Nếu mà mọi người dùng cho em từ 3 đến 5 lá hoặc là 5 đến 7 lá thì mọi người hãy vò rửa sạch nước muối loãng, sau đó vò nát đi, cho vào cái nước sôi ấy, sau đó để nguội nguội lại uống, một ngày làm từ 1 đến 2 lần nhé. Và cái vị thuốc này ấy, thì em sẽ tặng giống miễn phí, nhưng mà mọi người phải chịu tiền ship giúp em nhé. Thì em đã tặng giống thì em không thể chịu tiền ship cho mọi người được ạ. Thì mọi người lấy những cái vị này về, cái cây này về, mọi người có thể trồng ở nơi thoáng mát sẽ mọc rất là tốt đấy ạ. Và mọi người có thể vừa dùng mà vừa khi nhân được giống ấy, có thể chia sẻ cho bà con nhé. Đây là cây thuốc đan sao, dùng nó hay và nó hiệu quả lắm ạ. Trong cái chứng bệnh mà hen phế quản, ho hen mạn tính hay là kể cả viêm họng, thì bản thân em cũng đã dùng rất là nhiều, và bà con cùng quê em thì sử dụng sản phẩm này, em chỉ người dùng ấy, thì đảm bảo khỏi đến 80-90% thậm chí 100%. Thì mọi người có thể nghiên cứu và sử dụng nhé. Em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, và mong muốn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Thì mọi người có câu hỏi hay là nhu cầu tư vấn bệnh gì hay dược liệu, nếu có em sẽ cung cấp nhé. Em cảm ơn.